hello mấy bạn nha, and welcome to the late night snack nè. Ban đêm đói có đi ăn bim bim Little Romy. Phát âm hơi sai một tí nhưng mà đêm nào mình cũng bị đói, cũng phải đi tìm bim bim để ăn như thế này. Tiếng này ám ảnh quá. Đập đồng hồ này được không? Tháo pin ra được không? Mình ghét cái tiếng cạch 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 đó. Đói mà mở mắt luôn thấy đường. Đèn nhà nói chung bật điện sáng lên hết nha mà. Thức ăn lạnh quá. Để mình đun lại cái này. Cái này mà gọi là snack à hả? Ăn đêm này chết đấy. Ủa đâu rồi? Hello? Thức ăn lạnh quá để sao? À đun trong này. Sorry nha, nhà không có cái bếp này, không biết là bếp này là bếp gì hết. Chắc nhân vật biết. Mình tưởng là thường thường thức ăn bị lạnh là đun trong lò vi sóng chứ. Thằng này còn có lò nướng rồi này. Này thì mình chỉ thấy trên YouTube nhưng ngoài đời chưa thấy bao giờ. Hello Duans 2. Game gì nhìn quen đấy. Kịch bản rất cũ rồi. Kịch bản siêu cũ. Kịch bản muôn thuở. Cái gì mà lạc trong rừng rồi đi mua tạp hóa rồi vân 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 vân. Đây là cái đề tài nói chung là chiếm khá nhiều phần trăm. Đó là đói bụng ban đêm này đi kiếm gì ăn với bếp. Đủ gì lâu thế. Người mù mắt chơi game đồ mất đét. Cháy rồi kìa nhân vật. Lấy ra ăn đi chứ. Ngồi nói chuyện với các bạn trên cái chat hết nửa tháng rồi mà vẫn chưa thấy đồ ăn nấu xong. Nếu mà Gia Hân ở đây nó bảo là nó đẻ ba lứa rồi đó. Gì đây? TV chiếu cái đinh gì đây? Đi bức mốt no signal thua. Ngồi nghịch nghịch cái này mất đấy rồi, mất điện. Mất sóng rồi, nhà có gara đồ luôn, ghế con, ghế con. Xe đâu? Có gara nhưng không có xe bởi vì đây. Giờ ngồi chờ thức ăn à? Đói quá, đói cồn ruột rồi. Đói bụng kêu ọc ọc ọc. Eww. Cái này ngoài đời có thật không vậy? What the fuck? Bọn này lấy chăn hay là lấy cái thảm này lên làm cái rèm che cửa sổ để mấy bên em. Nhìn bưa như chó vậy. Ôi thức ăn cháy rồi, chắc còn than nữa, tí nữa ra bốc than ăn mấy bên em. Trong đó có cả nhựa với lại inox. Rồi cái gì đó, bao ni lông trong đó nữa. Xong rồi đó. Cát bụi là trở về với cát bụi rồi. Nhân vật nó không nói phải làm gì, mình cũng biết phải làm gì đâu. Nó cứ cầm như thế này. Mình cũng làm vậy, làm cái gì? Che vậy để không có ánh sáng chiếu vào. Thế thôi làm cửa sổ chi vậy? Nhìn nó bưa vậy kích. Lúc kéo lên thì sao? Đây là lần đầu tiên trong cái cuộc đời của mình thấy luôn á. Trong phim cũng chưa thấy, trên YouTube cũng chưa thấy, trong game mình cũng chưa gặp. Sao nhìn nó cứ bưa thế nào ấy? Tự dưng chơi game bị OCD mày biết không? Chơi game kinh dị cái tự dưng bị rối loạn cưỡng chế. Nhà mình có mấy cái này là mình quăng vào trong cái lò này rồi này. Sao nó kinh tởm một cách đáng sợ thế này nhỉ? Nó cứ trình ra, nó cứ phè phè đó kiểu này. Giật xuống thôi. Có cần phải làm nhiều vải như vậy không? Hả? Có cần làm vải dày với làm dư như thế này không? Rõ ràng là dư rồi. Đâu có cần phải làm mấy cái lớp như thế này. Nói chung chỉ cần cắt đến ngay từ khúc này thôi là được rồi nè. Là nó phẳng lì rồi nè. Cái này mà trải cho nó dài ra, đủ cái độ dài của nó chắc là phải trải được xuống dưới nhà này làm cái thảm lót chân để mà đi luôn. Mà càng nhìn mình càng bực nhá. Thấy tự nhiên trong lồng ngực nó cứ tức 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 kiểu gì ấy. Càng nhìn vào cái thảm này, cái rèm này này. Chơi game kinh dị mà mình. Rồi nữa cái thức ăn mình đun này giờ nó không chịu ấy kìa, nó cháy rồi nè. Game gây ức chế mày về đây ơi. Tức hỏi máu rồi. Đi lên đi không ăn uống gì hết. Đây nè, mấy fan thấy không? Đây mới là nè, đây mới là gọi là cái rèm che cửa sổ này thấy không? Cái này kéo lên kéo xuống nhìn. Cảm ơn nhà vay game mấy fan. Cảm ơn nhà thiết kế.
Cảm ơn đội ngũ kiến trúc sư, cảm ơn gia chủ đã làm nên một cái cánh cửa sổ ở trên tầng 2 như thế này để cho tâm hồn của mình được chữa lành mày đây, sau một cái pha tổn thương cực nặng ở phía dưới bếp lên đây. Giống như là mình vừa đi điều trị tâm lý ấy. Mới tập yoga xong, mới ngồi thiền nữa. Cảm thấy nhà này có cái ấy không? Có cái xà nào không? Đây rồi my friend. Wow. Trung hòa lại, cương và nhu nó hòa hợp lại là một một bên kinh tởm, một bên dễ chịu. Đúng là cuộc sống nó muôn màu muôn vẻ. Như này nó có thế kia bây giờ rồi biết. 10 giờ đêm rồi. Mình đang hỏi có cái xà không? Mình kiểu như là lấy cái dây mình treo rồi mình ngoắc cổ vào đó chứ mình không sống trong nhà được nữa rồi. Kinh tởm. Đó là hai từ mình dành cho cái cửa sổ đó. Game ngắm thả mà. Ừ. Với lại hóa thức ăn về với tro bụi mày bên. Đưa vật chất về lại với cái thể vốn có của nó. Cho nó quay lại cội nguồn của mình mày bên. Mấy fan thắc mắc là ồ, cái miếng thịt gà nó như thế nào trước khi nó gọi là sinh ra trở thành một miếng thịt gà đúng không? Mấy fan thắc mắc là ôi cái bao ni lông mà bọc ngoài cái miếng thịt gà đó nó sẽ trông ra làm sao trước khi nó trở thành một cái thứ mà để bọc thực phẩm vừa trong suốt mà lại vừa kiểu như là tiện lợi mà lại vừa ô nhiễm môi trường như vậy đúng không? Đây, để chờ một tí. Mình đang đun với nhiệt độ 200 độ C này giờ cũng được khoảng cỡ 10 phút rồi mấy fan. Khi mà mình lấy ra thì mấy fan sẽ thấy được, sẽ quay về cái trạng thái carbon của mình. Một màu đen thui. Thực ra thì thịt gà với lại bao ni lông thì cũng như nhau cả mà thôi. Tụi nó cùng làm từ gọi là cấu trúc các phân tử carbon mấy fan. Không biết mình nói đúng hay là nói sai nữa. Hóa ngày xưa mình học ngu lắm. Nhưng mà có mấy cái mình biết sơ sơ là vậy. Ủa giờ làm gì? Game giờ là... OCD, OCD. Mày đang cứ thấy mấy cái cửa sổ này là mình bị OCD. Cho thức ăn vào đây rồi không lấy ra được OCD. Nút tab không được, SC không được, control không được. Nó đang đào coi máy mình à. Để mình check coi các nhiệt độ lên bao nhiêu độ rồi. Mình có 59 độ thôi. Này thì nó có đào coi gì đến máy mình đâu. Chứ sao giờ chưa có đồ ăn nữa. Nhanh lên đưa carbon này mình bỏ vào mồm coi. Oxy là mình đang hít vào rồi. Carbon kết hợp với oxy ra cái gì? Ra carbon oxy 2. Carbonic. Mình quan tâm game này giờ có ma hay không, là mình đang quan tâm là game này có cho mình ăn hay không, chứ mình đói lắm rồi. Đói thay cho nhân vật mày về đây. Chơi game mà mình phải nhập vai chứ, nhiều khi đói nhanh mỏ ra không có gì ăn, tức lắm chứ. Không gì tức bằng cái đó mày phải. Thà ra bụng mắc ỉa nhịn được, mắc đái mình cũng nhịn đái được, chứ mà đói mà nhịn ăn là chịu không nổi đâu. Buồn ngủ mình cố thức vẫn thức được, mệt nhưng mà kiểu như là phải đi bộ hay là phải chạy thì vẫn cũng ráng lên tí được. Chứ mà đói cồn cào như thế này mà nhìn thấy đống thức ăn nó càng ngày nó càng teo lại. Hồi nãy là đáng lý mà lấy ra là còn một nhúm tro như thế này này, bằng cái lòng bàn tay này. Bây giờ lấy ra là chỉ còn từng này thôi, còn một nhíu 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 trên tay này thôi. Bay hết rồi, bay hơi hết rồi. Thích các ảnh câu giờ, what the fuck. Mấy bạn nghĩ mình thích ngồi nhìn cái bếp này ấy lắm à. Mình đã bảo là mình bấm hết tất cả các nút trên cái bàn phím này rồi. Để mình tường thuật lại chuyện gì xảy ra. Bấm chuột trái vào đây, nó mở. Bấm chuột trái với thức ăn, nó cầm. Bấm chuột trái vào đây, nó đóng. Bấm chuột trái vào kia, nó sáng cái này lên. Rồi bây giờ mình spam chuột trái, chuột phải, chuột giữa, chuột 4, chuột 5. Mình phải lên AS, WSC, Tab, Control, cách Enter, nút Backspace, Alt, F4. Mình phải lên, mà nó đâu có hiện cái gì ra đâu. Mà sao mà chơi game mà nhân vật không nói năng nhất, sao biết chơi như nào ta? Thường thường là mấy nhà phát hành game kiểu như là có tâm á, hoặc là có tầm á, họ sẽ để một cái dòng nhỏ nhỏ trên góc bên cùng trên trái kìa. Lỡ may mình với nhân vật nó không chung một chi hướng á, thì còn biết là nhân vật nó muốn cái gì. Mày phải đen. Ví dụ như là à thôi mình ra ghế mình ngồi coi tivi một cái, à thôi tự dưng mà đang đói nhưng mà cũng mắc ỉa qua lên ỉa một cái, ôi nó đi ỉa thật này, vai cắt cứt. Thì ra là trong lúc đợi cho cái thức ăn này chín mày phải đen, mình phải nói đi ỉa nghe ghê quá, mình phải đi vệ sinh để cho dạ dày nó trống rỗng mày phải đen. Tí nữa nuốt thức ăn nó được trung hòa hơn, nó được sạch sẽ hơn, nó được ba chấm hơn. Đâu cái chỗ ỉa đâu rồi. Wow. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra coi thức ăn mấy friend. Ý là hồi nãy mình nói chơi thôi nha mấy friend, cái khúc mà mình giỡn á. Ai ngờ là có thật. Mình tưởng lúc đói là trong bụng không có gì chứ ta. Chắc là ỉa ra khí carbonic. Có lẽ. Hít oxy vào nhiều quá mà. Thức ăn thì bây giờ còn còn một nhúm nữa nè. Biết ngay mà. Còn cái gì đâu? Mấy fan nhìn đi, còn cái đất gì đâu, đen thui tùi lùi luôn, không còn một cái gì hết đấy. Bay hơi hết rồi. Bây giờ một làn gió nhẹ thổi qua phát là coi như thức ăn nó hòa hết vào trong căn phòng này mấy fan. Tất cả phân tử thức ăn nó trộn lẫn hết với cái bầu không khí quanh đây. Giờ mình sẽ ngồi đây mấy fan coi tivi ok.
và ăn không khí đó, ăn không khí bên mình há mồm mình ăn phân tử thức ăn đang trôi lềnh bềnh trong căn phòng này. Oh, trời ơi không khí ngon quá. OCD bên đừng nhìn vào cái cửa kia. Trong truyện Doraemon có cái khúc gọi là gặp một ông tiên gì đó, ông ăn không khí đó. Hồi nhỏ mình ngu ngu mình tin thật, mình cứ ngồi ngáp 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 xong hồi thấy no thật. À, chứ bây giờ thấy không khí ngon như bây giờ mình hút thêm miếng nước chè nữa, đúng là không khí hôm nay khác hẳn, không khí có hòa lẫn gọi là thịt gà và bao ni lông mình bay lồng bồng trong không khí. Sao mình đã ăn xong mình đây à, mình nên đi cất cái đĩa đi. Đĩa nào cho biết, ai mà biết được, sao mà biết được. Mình chỉ đang cố gắng tường thuật lại những gì nhân vật nó nói cho mấy bạn nghe thôi chứ mình không hiểu. Yes. Một cái gì đấy? À, cái đĩa đen đen này không biết đâu ra biết. Chắc là kiểu như các phân tử nó hòa lại làm một vào đây này. Giống như cái bộ giáp của Iron Man đó mấy bạn đẹp. Nano, đĩa nano. Lúc mà nó li ti xong nó hợp lại thành cái giáp, để nó hợp lại thành cái đĩa đen đen. Rồi ok, mình lên giường ngủ đây. Game hay quá. Chỉ có mỗi cái việc gọi là đi từ trên giường xuống đun thức ăn mà ăn thôi, mà nãy giờ mình chơi hết 16 phút đồng hồ mày đây. Mình nói điêu chết liền luôn. Cái đồng hồ nó đo thời gian mà mình record cái video bắt đầu từ đầu game đến giờ là 16 phút 16 giây rồi. Quá kinh khủng. Ông Hoàng gọi là kéo. Jesus Christ. La mà chó sủa luôn này đây. La mà chó hàng xóm đang sủa gâu 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 bên kia kìa. Mấy giờ rồi mà chó sủa rồi? Mấy 9:19 mà con chó nhà hàng xóm nhạy cảm phết. Toàn qua nhà mình ăn thức ăn thừa. Không phân biệt được giọng nói của người hay cho nó ăn mày phải đẹp. Vừa lòng tuy lém, thua. Tính ra game này có kinh dị rồi đó. Rất là kinh dị luôn. Đối với mấy friend có thể là không, nhưng mà đối với mình là nó khác. Tại vì quá khứ tuổi thơ trải nghiệm cùng với cái tiêu chuẩn sống của từng người nó khác nhau. Hôm qua mình nói về vấn đề này rồi không nói nữa. Mình cực kỳ kinh dị ở cái cửa sổ á, mấy friend, đặc biệt là cái rèm bây giờ không muốn vào game coi lại đâu. Chỉ cần nhớ đến cái rèm đó thôi là mình muốn cầm hộp quẹt tẩm xăng lên đốt cái đó rồi. May mà trong nhà còn có một cái rèm cửa bằng gỗ mấy friend, nó làm theo cái kiểu truyền thống và cổ điển á. Chết cha rồi. Mình năm nay mới 30 tuổi thế nhưng mình có thể nhận ra sau này về già mình như thế nào rồi đó. Về nhà chắc con cháu nó không ở được với mình đâu. Sau này nó bảo ôi trời ơi sao mà ông nội ông ngoại gì đấy kiểu như mà sống khó tính thế, ông này sao lại chỉ có thế thôi, ông này không hòa nhập cái loại sống cổ hủ. Bây giờ 2020 rồi người ta phải xây nhà như thế này, cái trang thiết bị điện tử, cái đồ công nghệ nó phải như thế chứ. Nhưng mà không, đến lúc đó chắc mình lại cũng ra ý kiến rồi. Ôi trời ơi, tại sao lại trên đời lại có một cái gì nhìn nó cái thật là bừa như thế kia. Phải thay đổi thôi mấy bạn ạ. Ngay bây giờ khi mình đang còn trẻ như thế này, mình phải tập thay đổi bản thân, phải tập dung hòa với vạn vật xung quanh, không được OCD mấy bạn, không được rối loạn cưỡng chế, không được tức giận, không được thấy nhói trong lồng ngực, không được tẩm xăng đốt tầm bậy, chứ không sau này cháy nhà chết cả lũ.